Rồi ok, chào mừng anh em đến với cái kênh phụ của mình Hiệp Nguyễn Hun Tinh nhé. Để đáp lại cái tình cảm của anh em trong suốt thời gian qua đăng ký cái kênh chính là Sở Ninh Sót Việt Nam Tony Nguyễn và bây giờ chuyển qua cái kênh phụ này là Hiệp Nguyễn Hun Tinh Đây nó là tháng 10 mình sẽ làm cái mini game nho nhỏ. nhỏ. Đấy, tặng ba cây ná và chi là một cuộn thun 2 m đến cho anh em nào ấy mà may mắn đoán giải số số kiến thiết miền Bắc vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 Dương địch thì lát nữa mình sẽ đi vào chi tiết nói cái luật chơi mini game này rõ ràng cụ thể để anh em dễ nắm bắt hơn nhé. Và anh em lưu ý kỹ giúp mình nhé. À, như những cái uh, mini game ở cái kênh chính ấy, mình uh, đưa ra ấy, có rất nhiều bác comment ở bên dưới video nhưng mà cái comment ấy nó sẽ không hiện lên ở cái, cái máy chủ của mình. Thì uh, do tất cả các bác ấy, ấy là chưa đăng ký cái kênh chính của mình. Và khi anh em qua cái kênh phụ này ấy, thì cứ đăng ký đi, đấy không mất mát gì của tất cả anh em đâu. Đấy, và mình cũng chỉ được cái tương tác của anh em lại thôi. Thì à, khi anh em comment vào cái video ấy ở cái kênh mới này ấy thì nó sẽ cái tỷ lệ nó hiện comment lên ấy nó đến 90 đến 95%. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết những cái giải nhất, giải nhì, giải ba đến cho tất cả anh em nhé. Và đây đầu tiên giải nhất nó là một cái bản hack báo V5 hàng CNC Việt Nam, nó là chất liệu thép SKD đã được xử lý cứng bề mặt rồi và đã được đi mạ chrome tức là tráng nước bạc đấy cái này trên thị trường bên mình đang bán thì nó là 1 triệu một triệu mốt đó còn nếu mà không nên cái nước trắng bạc này thì bên mình bán là một triệu nhé và khi có anh em nào may mắn trúng giải nhất này thì anh em sẽ được phép chọn là chạc 7 hoặc là chạc 7.5 tùy anh em chọn nhá chạc 8 thì mình đang làm chưa có đâu giải thứ hai là một cái cây mắt quỷ nượn đầu Cây này của nó là hàng tàu chạc 7.5 nhé Cây này cực kỳ là đẹp này Cái giá trị cái cây này nếu mà bên mình bán bán ấy, Nếu mà không phụ kiện ấy, Nó là 240 ngàn bao ship đến cho anh em Và cái cặp ốc Titan này nó là 290 ngàn rồi tất cả anh em ạ Đi kèm với cái cây mắt quỷ này là 2 mét thu nữa nhé Giải 3 á, nó là một cái cây sao thiên mã hàng tàu Cây này cây chạc 7.5 Nượn đầu cái này bên mình đang bán này bình thường là 240 000 ngàn Cả bốc Titan này nữa là 290 000 ngàn Đấy không phụ kiện nhé Cái này cực kỳ là đẹp này à, Khi anh em nào mà may mắn trúng giải ấy Bên mình sẽ gửi cái mặt hàng này đến cho anh em này Và bên mình sẽ bao ship đến cho anh em rồi Nhưng mà cái đường vận chuyển ấy, Thì cái cách tốt nhất ấy Khi, khi anh em có nhận được một cái giải nhất Giải 2, giải 3 ấy, Thì ủng hộ cho bên mình một ký bi chẳng hạn Hoặc vài cái sợi dây thun để bên mình lấy cái số tiền đấy ấy, đánh cái giá trị đơn hàng vào ấy thì um, shipper ấy họ đi uh, giao những cái đơn hàng có vài chục ngàn hoặc là cái giá trị nó lên đến hàng triệu ấy thì nó rất chi là dễ để cho anh em nhận hàng còn những cái đơn hàng không đóng ấy thì thường shipper ấy đi giao được thì giao không giao thì là người ta sẽ cho quay trở lại đó cái đấy là anh em mà uh, hết sức uh, lưu ý giúp mình nhé rồi bây giờ cái thế này luật chơi của mình này kể từ video này này nó là ngày 19 chín tháng 10 năm 2022 anh em được phép comment ở dưới cái video này chỉ được phép một lần thôi nhé và khi anh em comment ở dưới video ấy không được phép chỉnh sửa nhé chỉnh sửa là loại không tính đâu cách cú pháp ấy, để cho anh em bình luận bên dưới video ấy lưu ý giúp mình này ví dụ hôm nay là ngày 19 tháng 10 2022 dương lịch thì anh em ghi rõ ràng ngày tháng vào này và giờ là 10 giờ 20 phút chẳng hạn anh em ghi vào và cách ba số cuối của giải số số kiến thiết miền Bắc. Đặc biệt anh em phải cho mình cái số điện thoại. lưu ý là ghi bằng chữ đừng có ghi bằng số. Ghi bằng số ấy thì cái comment của anh em nó rất dễ dàng nó bị ẩn. Và khi có anh em ấy nào mà may mắn trúng giải bên mình ấy. Sẽ lấy cái số điện thoại đấy và lấy điện thoại cho anh em. Lấy cái địa chỉ để gửi hàng đến cho anh em nhé. Lưu ý kỹ giúp mình nhé và những cái anh em bình luận ấy, ở dưới nó nổi lên thì mình khả năng nhiều bình luận mình không trả lời được hết thì mình sẽ thả tim cho anh em nếu mà đã thấy mình thả tim rồi thì là coi như là bình luận của anh em nó sẽ hiện lên ở cái máy chủ của mình rồi thì là anh em cực kỳ là yên tâm nhé và mình sẽ nựa những cái comment của tất cả anh em ấy Ở cái máy chủ của mình Mình sẽ không tính những cái máy của anh em đâu Bởi vì là máy chủ của mình lọc ra Nó chính xác đến 100% Mình sẽ lấy hết sức một cách công bằng công tâm nhất Đến cho tất cả anh em lưu ý giúp mình ấy, Trong trường hợp mà không có anh em nào mà đoán đúng Cái ba số cuối của giải số số kiến thiết miền Bắc ấy Thì mình sẽ lấy từ dưới lên trên Mình ví dụ cho tất cả anh em này nó là về ba số 5 chẳng hạn ấy, Thì mình sẽ lấy là 554 553 và 552 Và trong trường hợp ấy, Thứ hai mà không có ai ấy, gần sát ấy, Từ dưới lên trên với cái ba số 5 Thì mình sẽ lấy là Cái số là 556 557 và 558 Mình sẽ đi lên trên nhé Tránh cái tình trạng là nhiều anh em ấy nói là Sao là lấy ở dưới không lấy ở trên Đấy, Ở video thì mình đã nói rồi Đây là cái mini game ấy anh em ấy À, được thì là trời cho, không được thì là trò chơi Đấy, mong tất cả anh em ấy thì hết sức là vui vẻ và đoàn kết nhé Còn anh em nào mà xem với cái video này chưa hiểu nắm ấy Thì mình có thể là mình để một cái bài viết ở cái phần bình luận dưới video này Mình ghim lên hàng đầu ấy Anh em có thể ở xuống dưới và coi cái bài viết này và thế lệ luật chơi nó cụ thể rõ ràng Tránh cái tình trạng ấy, ấy có một vài anh em ấy đoán trúng mà không nhận được phần thưởng Là do tất cả anh em ấy chơi nó không đúng thể lệ cuộc chơi thôi. Đó. một lần nữa xin cảm ơn đến tất cả anh em đã qua cái kênh phụ này và ủng hộ mình nhé.